Xin chào toàn thể quý hàng nha. Nhiều khách hàng đã xem cái kênh của Trọng Thơ trong suốt thời gian vừa qua thì chúng ta có thể thấy là Trọng Thơ liên tục cập nhật tình hình tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như là những cái vị trí giai đoạn 1, 2, 3, 4. Và hiện tại thì Trọng Thơ đang đứng tại giai đoạn 4 của khu công nghiệp và đô thị BKMX Trân Thành với tổng diện tích lên tới 4.633 ha. Thì hiện tại giai đoạn 1 đã phủ kín lên tới 60%. Giai đoạn 2 thì nhà dân đã xây, và giai đoạn 3 thì trường cao đẳng Bình Phước, nhà phố thương mại và khu công nghiệp cũng đã xây dựng lên tại khu vực này. Trước mắt chúng ta là trường cao đẳng Bình Phước với thiết kế 14 tầng. Và ngay cái đường điện trước mắt chúng ta là quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh nha cả nhà, đường Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể thấy xe chạy qua liên tục. Đó, đây là trục chính. Và tiếp tục là những cái trục đường 16m, 25m đang được BKMX đồng loạt hạ cống này, làm cống thoát nước ạ. Và cống nước sạch cũng đã được chạy theo trục đường này. Và ở đây thì chúng ta có thể thấy BKMX là một nhà đầu tư cực kỳ khủng khiếp. Đó, một nhà đầu tư thông minh và chuyên đầu tư và phát triển khu công nghiệp và đô thị. Hạ tầng của BKMX thì ai đã quan tâm tới BKMX trong thời gian trước đây và đã từng đầu tư BKMX thì chắc chắn chúng ta đã biết về tập đoàn này rồi. Thì chúng ta đầu tư vào bất động sản hãy theo những ông lớn, những nhà đầu tư có nguồn tài chính lớn và làm những cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, tốt và pháp lý an toàn thì chúng ta hãy đầu tư. Và khi quan tâm tới đất nền BKMX, giá dao động từ 5 đến 6 triệu, 7 triệu trên 1 mét vuông tại khu vực này. Liên hệ ngay cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để chúng ta có những vị trí tốt nhất, đẹp nhất tại thị trường BKMX Trân Thành. Trọng Thơ xin chào và hẹn gặp lại.